Cậu bé này đang cố gắng cắn thật chặt chiếc bút chì trong miệng để nén chịu những cơn đau, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hét lên những tiếng hét kỳ lạ. Đám bạn trong lớp ai cũng quay sang cười nhạo cậu. Cô giáo chủ nhiệm cũng nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt khó coi, liền gọi cậu lên bục giảng để xin lỗi mọi người. Nhưng không ai chịu nghe cậu giải thích mà đổ hết tội lỗi rằng cậu đang pha trò. Hết ngày này qua tháng khác, cậu bé luôn sống trong cái áp lực bệnh tật như vậy. Nhưng sau này cậu lại có thể trở thành một thầy giáo cực kỳ xuất sắc. Vậy quá trình ấy diễn ra như thế nào và cậu đã phải trải qua những chuyện gì để đạt được thành công ấy? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha! Cậu bé này tên là Brett, cậu luôn không thể kiểm soát được mình mà phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, mà hành vi kỳ lạ này đã bắt đầu từ khi cậu 6 tuổi. Mọi người xung quanh đều cho rằng Brett đang cố ý, nên hầu như không ai thích cậu. Đã vậy các bạn cùng lớp còn đặt cho cậu những biệt danh khó nghe, và giáo viên thì luôn không ngừng chỉ trích cậu. Bác sĩ tâm lý cho rằng hành vi của Brett chỉ là cố thể hiện để tìm kiếm sự quan tâm của mọi người, mà nguyên nhân chính là do bố mẹ ly dị, người bố thỉnh thoảng sẽ đến thăm cậu và em trai, và đôi khi đưa họ đi xem một trận bóng chày. Brett rất thích môn thể thao này vì mọi người sẽ có những động tác kỳ lạ trên sân mà không ai chú ý đến căn bệnh lạ của cậu. Hơn nữa, cậu còn nhận được sự khẳng định và đánh giá cao từ bố mình, và chỉ có những lúc như vậy cậu mới cảm thấy bản thân là một đứa trẻ bình thường. Nhưng sau trận đấu, tiếng la hét kỳ lạ và những hành động nhỏ của Brett vẫn khiến người bố không thể chịu nổi, và cũng giống như những người khác, ông cũng nghĩ đó là trò quái đản của Brett, nên dần ông cũng mất kiên nhẫn và vô cùng thất vọng về con trai mình. Điều này khiến Brett đỏ mặt và vô cùng bối rối. So với những ánh mắt coi thường và giễu cợt của người khác, sự chán ghét của người bố khiến cậu vô cùng buồn bã. Trước khi rời khỏi, bố ôm em trai thật chặt, còn Brett thì đứng đó với vẻ mặt đầy mong đợi. Nhưng sau khi ôm em trai, người bố liền đứng dậy và không có ý muốn ôm cậu, thế là cậu chỉ đành chủ động tiến lên. Mặc dù hành vi của cha làm cậu tổn thương, nhưng cậu vẫn muốn một cái ôm của bố. Cùng với thời gian trôi đi, tình hình của Brett vẫn không tốt hơn. Ở trong lớp, những cơn co giật, la hét hết lần này đến lần khác và tiếng cười của cả lớp cuối cùng cũng khiến giáo viên không chịu được nữa. Thế là hiệu trưởng đã ra mặt mời mẹ cậu đến trường để cảnh cáo cậu, nếu không chuyên tâm học thì cậu không cần phải đến trường nữa. Brett nghẹn ngào nói rằng mình không thể kiểm soát được, nhưng hiệu trưởng lại nói, sao lại không kiểm soát được chứ, đừng viện cớ để bao biện cho bản thân nữa. Nghe thấy vậy, người mẹ cũng vô cùng tức giận và kéo Brett ra ngoài. Cho dù tất cả mọi người, bao gồm cả người bố không tin cậu, nhưng người mẹ vẫn sẽ luôn đứng sau và ủng hộ cậu. Bà chưa bao giờ từ bỏ con trai mình, cũng không muốn tin vào những kết luận của giáo viên và bác sĩ, và chính sự kiên định của mẹ đã cho Brett dũng khí để tiếp tục bước đi. Thậm chí người mẹ còn đích thân đến thư viện đọc từng cuốn sách về bệnh thần kinh để cố gắng tìm ra câu trả lời, và cuối cùng bà đã tìm ra được căn bệnh đang hành hạ con trai mình, Tourette. Đây là một rối loạn thần kinh khiến não gửi tín hiệu sai đến cơ thể, từ đó sẽ dẫn đến một vài hành vi không kiểm soát được, giống như hắt hơi vậy. Thế là người mẹ liền đưa Brett đi tìm bác sĩ tâm lý. Sau khi đối phương xem xong, ông không thể không thừa nhận rằng mình đã sai, bởi vì suốt bao nhiêu năm gắn bó với nghề y, ông chưa bao giờ gặp loại bệnh Tourette này. Căn bệnh này không có thuốc chữa, cậu con trai sẽ mang căn bệnh này suốt đời. Sau khi về đến nhà, Brett lập tức gọi cho bố và nói rằng mình không có ý đùa cợt mà chỉ bị bệnh mà thôi. Người bố ở đầu bên kia nghe xong đôi mắt cũng ướt nhoèn. Dù bệnh của Brett không có cách chữa trị, nhưng người mẹ vẫn không ngừng nghiên cứu cách để con trai có thể sống một cuộc sống bình thường. Cô đưa Brett đến một nhóm hỗ trợ những người mắc Tourette. Các bệnh nhân ở đây có những loại bệnh kỳ lạ khác nhau, và nhiều người còn kỳ lạ hơn cả cậu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Brett nhận ra bản thân mình trong mắt người khác lại chính là bộ dạng này. Vốn dĩ, người mẹ nghĩ rằng sự giao lưu giữa các bệnh nhân sẽ giúp con mình vượt qua bệnh tật, nhưng không ngờ rằng những người này không những không giúp đỡ nhau mà lại thể hiện những cảm xúc tiêu cực về căn bệnh này. Thấy vậy, người mẹ lập tức đưa cậu đi. Brett hiểu ý của mẹ mình nên liền nói với bà, những người này đều đã bị căn bệnh Tourette đánh bại hết rồi, còn cậu sẽ không bao giờ bị chịu thua. Và kể từ đó, chính triết lý sống này đã tác động sâu sắc đến cuộc đời Brett. Sau khi lên cấp 2, tình trạng của cậu vẫn không cải thiện chút nào. Điều này khiến cậu bị chế giễu và không thể kết bạn với ai. Thậm chí trong giờ học, cậu còn bị yêu cầu quay lưng lại với cả lớp, cắn bút chì và cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng khi cậu không thể nhịn được nữa mà hét lên thành tiếng, và cũng chính tại đây, cậu đã gặp được người đã thay đổi cuộc đời mình. Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt hỏi cậu, con nghĩ trường học là nơi dùng để làm gì? Brett vốn đã quen với việc nhìn thấy những ánh mắt khinh thường và những lời chất vấn, nên cậu ý thức được là cần phải xin lỗi, nhưng lại bị hiệu trưởng cắt ngang. Ông nói với Brett rằng, ý nghĩa của trường học chính là dạy dỗ và giáo dục mọi người cách sử dụng kiến thức để loại bỏ sự ngu dốt. Nói xong, ông liền rủ cậu đi xem văn nghệ của trường vào buổi chiều. Brett có chút lo lắng,
cậu chưa bao giờ dám đến những nơi như thế này, bởi vì sự co giật và la hét của cậu sẽ phá hỏng bầu không khí ở đó. Thầy hy vọng là em sẽ đến. Và quả nhiên, những tiếng hét kỳ lạ đã đi kèm theo suốt buổi hòa nhạc, khiến mọi người không thể yên lặng nghe nhạc, và cậu cũng bị soi xét bởi những ánh mắt kỳ lạ. Brett cũng muốn khống chế nó, nhưng cậu lại không làm được. Sau buổi hòa nhạc, hiệu trưởng đứng trên sân khấu và yêu cầu Brett, người đã liên tục la hét một cách kỳ lạ lên. Mặc dù Brett đã sớm phải chịu đủ mọi thứ bất công, nhưng cậu vẫn có chút bối rối dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người. Hiệu trưởng đứng trên sân khấu hỏi cậu, em thích làm phiền người khác bằng cách phát ra những tiếng động lạ phải không? Brett nói không thích. Vậy tại sao em lại làm như vậy? Em mắc phải căn bệnh Tourette. Hiệu trưởng lại hỏi, đó là cái gì? Thế là, trước toàn trường, Brett liền giải thích về căn bệnh này. Hiệu trưởng nói rằng cậu sẽ có thể kiểm soát nó chứ? Brett liền trả lời là không thể. Đây là căn bệnh con không thể kiểm soát và cũng không thể chữa khỏi. Nói đến đây, cậu liếc nhìn xuống các bạn học dưới sân khấu. Tiếp đó, cậu liền nói, các bạn không muốn nghe thấy loại âm thanh kỳ lạ này, và mình lại càng không muốn tạo ra loại âm thanh kỳ lạ này. Nghe đến đây, hiệu trưởng liền đưa ra câu hỏi cuối cùng, chúng ta có thể làm gì để giúp con? Brett có chút căng thẳng, cậu nói, mình chỉ muốn được đối xử như một người bình thường. Hiệu trưởng tỏ ý khen ngợi và bảo cậu hãy quay về chỗ ngồi. Những lời hỏi đáp của hai người qua micro đã truyền đi khắp khán đài. Brett vẫn phát ra những tiếng la hét, nhưng lần này không có ai nhìn cậu với ánh mắt khinh thường hay chế giễu nữa, mà ai nấy cũng đều vỗ tay cổ vũ cho cậu. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy rất mới lạ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được khích lệ và thấu hiểu, cũng là lần đầu tiên cậu không phải xin lỗi vì tiếng hét kỳ lạ của mình. Cậu nhìn thầy hiệu trưởng đầy biết ơn, và đối phương cũng đang nhìn anh và nở nụ cười. Chỉ trong vài câu nói và vài phút ngắn gọn, đối phương đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới của Brett, và khiến cậu cảm thấy như có được một cuộc sống mới. Đồng thời, điều này cũng gieo vào trái tim Brett một mầm mống. Để trở thành một người thầy giáo như vậy, niềm tin này đã giúp cậu vượt qua những khó khăn do căn bệnh Tourette mang lại, và anh đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và được ưu tiên giới thiệu việc làm. Lúc này, anh đã thoát khỏi cơn ác mộng do Tourette mang đến. Anh đã có thể giải thích căn bệnh của mình cho người khác một cách dễ dàng. Và từ Illinois, anh đã đến Atlanta, vì ở đây có đội Warrior mà anh yêu thích và cũng vì bố anh đang sống ở đây. Dù biết năm đó mình có lỗi với con trai, nhưng ông chưa bao giờ xem trọng cậu con trai này, đặc biệt là khi nghe Brett nói muốn trở thành giáo viên. Brett trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất định anh phải thành công chứng minh cho bố mình thấy rằng bản thân anh không hề tệ chút nào. Nhưng hội chứng Tourette luôn là tảng đá ngáng đường trong quá trình tìm việc của anh. Brett phỏng vấn ở khắp mọi nơi và cũng đụng phải trở ngại này ở khắp mọi nơi, bởi vì trong khi phỏng vấn, anh bạn cũ Tourette của anh luôn ra ngoài làm loạn, và thế là biểu cảm quen thuộc ấy lại xuất hiện trên gương mặt của những người phỏng vấn. Thậm chí còn có người chất vấn anh rằng anh mắc phải căn bệnh như vậy thì làm sao có thể trở thành giáo viên chứ, liệu anh có thể quản lý tốt được lớp học không? Ở đây tôi đang rất cần một giáo viên, nếu anh có thể nhịn được thì chúng tôi sẽ nhận anh. Thế là Brett đã lập tức từ chối. Anh muốn có công việc này, nhưng không muốn làm việc cho một người không quan tâm đến học sinh của mình. Và rồi Brett dứt khoát rời đi và không thèm quay đầu lại. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, anh không thể mạnh mẽ được nữa. Anh cũng ghét căn bệnh đáng ghét này, và bất cứ lúc nào cũng muốn kiềm chế những tiếng la hét kỳ lạ này. Nhưng đột nhiên Tourette cứ tái diễn như một sự khiêu khích anh. Anh đã thử tự đánh bản thân, cắn ngón tay nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại được. Những cuộc phỏng vấn liên tục gặp trở ngại. Anh đã đánh dấu tất cả các trường trên bản đồ và đến từng nơi để phỏng vấn. Trường học đã khai giảng, nhưng anh vẫn chưa tìm được công việc. Anh luôn tin rằng mình sẽ trở thành một giáo viên. Thấy con trai vẫn không bỏ cuộc, ông bố liền nhờ mẹ kế đến thuyết phục. Điều này khiến Brett vô cùng tức giận. Người bố không bao giờ chấp nhận con người thật của anh. Trong lòng ông luôn có hình ảnh về một người con trai hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng anh lại không bình thường. Mẹ kế liền nói, cậu thực sự rất khác biệt với người bình thường. Nhưng cậu có từng nghĩ rằng tài năng giảng dạy thiên bẩm có liên quan đến căn bệnh Tourette của cậu không? Chính căn bệnh này đã khiến cậu càng hiểu việc dạy học hơn. Thế là Brett lại đắm chìm trong suy nghĩ. Anh bắt đầu xem xét lại mọi thứ. Cuối cùng, sau khi phỏng vấn 25 trường, anh đã tìm được ngôi trường phù hợp với mình. Thầy hiệu trưởng đón tiếp anh rất niềm nở và hỏi anh tại sao lại muốn trở thành giáo viên. Chắc hẳn anh đã gặp được một số giáo viên đã truyền cảm hứng lớn cho mình. Brett liền mỉm cười và nói về thầy hiệu trưởng kia. Cuối cùng, anh nói rằng Tourette chính là người thầy tốt nhất của mình, nhưng nó cho anh biết sự tổn thương từ định kiến và giá trị của sự lạc quan và sự giải thoát. Anh sẵn sàng dùng kinh nghiệm của bản thân để dạy các em nhỏ không được gục ngã trước bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ, và đó là lần phỏng vấn tuyệt nhất mà Brett từng có. Cuối cùng, với nỗ lực và chân thành của mình, anh đã nhận được công việc này. Khi nghe được tin này, người mẹ mừng rơi nước mắt vì bà biết con trai mình nhất định có thể làm được. Brett bắt đầu trang trí phòng học, mỗi một góc anh đều đặt rất nhiều tâm tư vào đó. Học sinh đều được phân chia từ các lớp khác nhau,
và trong đó cũng có một số bạn rất nghịch ngợm. Quả nhiên khi anh đứng đón bọn trẻ ở cửa lớp, một cậu nhóc đã gọi anh là đồ lập dị. Trong tiết học đầu tiên, Brett đã viết to tên bệnh của mình lên bảng. Một số đứa trẻ hỏi anh rằng nó có đau không, nó có truyền nhiễm không, và một số đứa thì lại cười vào mặt anh. Nhưng Brett lại không hề tức giận, và nhờ phong thái hài hước và nhẹ nhàng của mình, nên rất nhanh, anh đã chiếm được cảm tình của mọi người. Sau khi tan học, lũ trẻ lưu luyến không nỡ tạm biệt anh. Lúc này, đột nhiên, một giáo viên đến xin lỗi anh, vì cậu bé gọi anh là đồ lập dị vốn là học sinh trong lớp của bà, nhưng thực sự là có quá nhiều bệnh ADHD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoàn toàn không thích hợp để học, chi bằng gửi cậu đến trường đặc biệt vẫn tốt hơn. Những lời nói này Brett đã quá quen thuộc từ khi còn bé, cho nên anh tuyệt đối sẽ không để cho học sinh của mình rơi vào cảm giác bất lực này. Một ngày nọ, cậu bé trốn ra khỏi lớp và viết nguệch ngoạc lên vách ngăn nhà vệ sinh, nhưng Brett không chỉ trích cậu mà chỉ nhẹ nhàng yêu cầu cậu xóa nó đi. Sau giờ học, hai người tâm sự với nhau. Cậu bé nói rằng từ khi còn nhỏ, mình ghét đọc sách. Brett đáp lại rằng mình cũng vậy, và kể lại những gì bản thân đã từng trải qua cho cậu nghe. Mỗi bệnh nhân của Tourette đều phải đối mặt với việc không thể tập trung vào việc gì, và anh cũng để cậu bé trải nghiệm cảm giác của một bệnh nhân Tourette. Mỗi khi cậu bắt đầu đọc, Brett lại liên tục ngắt lời cậu bằng cách nói và la hét, khiến cậu bé không thể tập trung được chút nào. Thật là khó quá đi, không thể nào tập trung được mà. Đối với em, việc đọc sách cũng khó đến như vậy sao? Đến đây, cậu bé mới thực sự cảm nhận được cái khó của thầy giáo mình. Cậu nói rằng, so với thầy, em đọc sách thực sự còn dễ hơn nhiều. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn thuyết phục của Brett, một đứa trẻ bị bỏ rơi đã bắt đầu tỏa sáng trở lại. Trong lớp Brett còn có một cô bé rất cởi mở, biết nghe lời và vô cùng đáng yêu. Có một lần, cô bé nói với anh rằng mỗi ngày cô đều phải uống thuốc và tóc cô ngày càng ít đi. Nghe thấy vậy, Brett hơi sững sờ, và trong lòng anh liền có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, từ chỗ mẹ của cô bé, anh biết được cô bé đang mắc bệnh nan y và đang phải hóa trị. Thời gian cũng đã không còn nhiều nữa. Nhưng hên là, trong khoảng thời gian này, đứa trẻ luôn trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, vì cô bé rất thích những tiết học của Brett. Khi nghe đối phương nói lời cảm ơn, Brett liền nở nụ cười nhưng nước mắt lại trào ra. Con người luôn phải chịu đựng những nỗi khổ như vậy, nhưng họ luôn có thể sống theo một cách tươi đẹp nhất. Không lâu sau, cô bé đã quá yếu và không thể đến trường. Do đó, Brett đã vận động các bạn cùng lớp viết cho cô những lời chúc, lời động viên. Nhưng thật không may, vài tuần sau đó, điều xui xẻo đã đến. Brett và cả lớp đều được mời đến dự đám tang. Anh đứng trước cửa nhà thờ, đón từng học sinh của mình vào. Nhưng cuối cùng anh lại đứng ở cửa mà không dám đi vào. Mặc dù anh có thể chấp nhận tất cả những ảnh hưởng mà Tourette đang mang lại, nhưng hôm nay anh không muốn những tiếng kêu kỳ lạ của mình làm phiền lòng mọi người. Chính lúc anh chuẩn bị rời đi, thì mẹ của cô bé xuất hiện và nhất quyết bảo Brett đi vào. Thầy là giáo viên mà con bé thích nhất. Con bé chưa bao giờ quan tâm đến âm thanh kỳ lạ đó của thầy, trước đây không và bây giờ cũng sẽ không. Cứ như vậy, Brett bước vào nhà thờ, vừa khóc vừa la hét. Mỗi giờ phút trôi qua, bệnh của anh lại càng khó kiểm soát hơn. Lúc này, anh bắt đầu cảm ơn Tourette đã quấy rầy mình. Chính những trải nghiệm như vậy mới khiến anh biết được rằng mỗi một học sinh đều đáng được tận tình quan tâm, chăm sóc, và điều này không chỉ chữa lành vết thương cho đối phương mà còn chữa lành vết thương cho chính anh nữa. Brett từng mơ ước trở thành một giáo viên, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ mà làm cuộc sống của mình phong phú thêm từng chút một. Đầu tiên, Brett đã vượt qua tất cả những xáo trộn do Tourette mang lại và hoàn thành kỳ thi nghiên cứu sinh. Đồng thời, về mặt tình cảm cũng có thay đổi mới. Anh đã gặp được ý trung nhân của mình. Đối phương hoàn toàn không quan tâm đến khiếm khuyết đó mà còn bị thu hút bởi nội tâm dịu dàng và mạnh mẽ của anh. Nhưng Brett lại bắt đầu rút lui vì anh sợ một ngày nào đó đối phương sẽ không còn hứng thú với mình nữa, vì dù gì anh cũng không giống người bình thường. Người mẹ hỏi anh là anh định khuất phục trước Tourette hay sao. Lúc này Brett mới ý thức được, cuối cùng anh quyết định gạt bỏ mặc cảm sang một bên và dành phần đời còn lại của mình cho đối phương. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng anh cũng được sống một cuộc sống bình thường như mẹ anh mong đợi. Và cuối câu chuyện, Brett được bình chọn là giáo viên mới xuất sắc của năm của Georgia. Khi anh bắt đầu phát biểu tại lễ trao giải, không ngoài dự tính, anh liên tục phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, nhưng không ai ở hiện trường cười nhạo anh. Đợi khi anh đã bình tĩnh lại, anh liền cất lời và nói rằng người thầy tốt nhất trong cuộc đời anh chính là Tourette. Khi nói về những gì anh có thể học được từ căn bệnh này, từng học sinh của anh ngồi bên dưới liền giơ tay lên. Thấy vậy, Brett liền cười lớn và yêu cầu chúng trả lời. Học được cách không ngừng tiến lên phía trước, học được cách không bị bệnh tật đánh bại, học được cách trở nên mạnh mẽ. Những câu trả lời hơi trẻ con từ những đứa trẻ này càng chứng tỏ được rằng
Brett là một học sinh vô cùng xuất sắc, đồng thời cũng là một giáo viên xuất sắc. Bộ phim Front of the Class đến đây là kết thúc rồi, nhưng câu chuyện cuộc đời của nguyên mẫu phim thì vẫn sẽ tiếp tục, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một bộ phim rất ấm áp và có sức truyền cảm, và những người không ngừng tranh đấu với khó khăn thì luôn đáng được tôn trọng. Người thầy đầu tiên giống phần lớn những giáo viên trong phim, lúc nào cũng thấy chán ghét vì học trò thiểu năng. Rõ ràng là đối tượng bị bắt nạt, nhưng lại nhận được những lời chỉ trích tương tự. Con người có thể nghịch ngợm, nhưng không phải là không có nền tảng về đạo đức. Và cách tiếp cận khác nhau của hai người thầy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Một giáo viên tốt là rất quan trọng đối với cuộc sống của một người. Brett trong phim cũng đã gặp được người thầy tốt, đám học sinh của anh cũng đã gặp được. Trên thực tế, bạn cùng lớp của tôi và tôi cũng đã gặp được. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng gặp được một người giáo viên tốt và rất quan trọng trong cuộc sống của mình chưa? Hẹn gặp lại các bạn vào tập phim tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, để lại một like và share để cùng đón chờ những tập phim hấp dẫn tiếp theo nha.